Quỳnh Tăng đã đến thì anh chúng ta rồi đang đi đến thăm hội trại của chúng ta, hội trại trường đại học cơ sở Tam Quan. Chào mừng 85 anh chàng thật lập đo anh đã đến thị trấn Tam Quan. À, bác ăn thực phẩm gì mà to thế? Anh cho gà. Bác có thức ăn gà? Bây giờ chẳng lẽ bác là gà, chẳng lẽ bác ăn thức ăn cho lợn? Bác có ăn thức ăn cho gà? Bác được bao nhiêu cân? Bác là gà mái hay gà trống? Gà trống. Gà trống, bác ghế thử coi. Lê Bị Khang hả? Lê Bị Khang còn ghế luôn được. Xin chúc mừng một bác gà trống rất là dễ thương, rất là... Đó là cho các con hãy đến thịt trống lên. Ba mẹ con đến từ bằng ngoại con à? Ba mẹ đến từ bằng ngoại. Mẹ mới đến từ bằng ngoại chứ còn ba đến từ bằng nội chứ. Giờ con mới đổi xa mà. Con thích gà. Con sẽ nhảy vào nữa là gà tầm. Tầm gà, gà nướng luôn. Đóng nữa kìa. Vô đóng. Bảo bắt lực của chính quyền được đô hộ, được người máu. Đức Thật. À, Trung Quốc cái thầy. Trung Quốc hả? Dạ. Bạn mặc cái trang phục gì đây, kể tên cho hội trại nghe được không? Dạ, đồ tra tấn. Đồ gì? Tra tấn. Đồ tra tấn. Và lý do sao đồ tra tấn, bạn có thể giải thích cho hội trại chứ? Có rất nhiều, xin chữ ký. Bạn... Rồi, cảm ơn bạn. No, no. Ở đó chúng bên trong nó đang bay rất đi. À, những chú lạc đà. À, những chú lạc đà. Đây một trà phần. Tiếng băng sang ngời, mùa xuân đến ngàn hoa hết. Ôi, bác xuống chung vui với mọi người đây mà. Mày thì mày cái duyên dáng thế. Má. Ôi. Trai là gái thì quách cái đứa rồi chứ. Bắt đầu ngôn ngữ từ...